Cũng trong tuần qua, Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết mô hình camera an ninh giai đoạn 2017-2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện Ban chỉ đạo 138, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. Hiện nay toàn tỉnh đã lắp đặt và đưa vào hoạt động hơn 22.000 camera với số tiền hơn 28 tỷ đồng. Thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện điều tra xử lý 1.735 vụ việc vi phạm pháp luật với hơn 2.000 đối tượng, xử lý 23 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19 và gần 700 trường hợp vi phạm giao thông. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và đồng chí Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện mô hình camera an ninh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chính quyền các cấp, nâng cao hiệu quả của mô hình camera phục vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm. Khẳng định vai trò là tai mắt, cánh tay nối dài, giúp lực lượng công an quản lý, giám sát tốt địa bàn, điều tra khám phá nhanh, kịp thời các vụ án vụ việc vi phạm pháp luật. Tại hội nghị, 21 tập thể và 23 cá nhân được trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh có thành tích trong chỉ đạo tổ chức hoạt động Ngày Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện mô hình camera an ninh.